Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Trên tay mình đây đang là Azero Wanted by Nine, một trong những chai nước hoa được rất nhiều anh em đề nghị mình review. Và chai này thì chắc là kênh của Ánh Sáng Nước Hoa Bình Loạn cũng khen ngợi rất là nhiều. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa ra một vài quan điểm cá nhân của mình về mùi hương này, xem là nó có đáng mua hay không và có phải là một cái lựa chọn tốt trong tầm giá hay không. Và nếu như bạn đang tìm một nơi mua chai nước hoa này thì các bạn có thể xem đường link ở phía dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ cùng nhau tìm hiểu ngay em nó thôi. Đầu tiên về phần thiết kế, chúng ta có một cái ổ đạn 6 viên mà rất tiếc ở đây là không có viên nào bắn được, có một đúng một cái lòi lên ở giữa là cái để phun ra chai nước hoa này đây đó. Và cái dui ở đây là cái dui màu hơi ngả, kiểu màu nâu thuốc lá, và ở dưới thì họ sẽ ghi là Azaro, ở dưới cùng thì sẽ ghi là Wanted by Nine 100ml rồi 3.4 OZ các kiểu đó. Mọi thông tin nó sẽ ghi ở dưới, ở đây chỉ có mỗi chữ Azaro thôi. Và về thiết kế này thì mình nghĩ đây là một thiết kế rất là hay ho. Về cái phần mùi hương thì khi các bạn xịt Wanted by Nine ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi hương fruity. Cái fruity ở đây nó khá là dễ chịu và mình cảm thấy rằng là nó như kiểu là mùi của những cái quả dứa vậy. Những cái quả dứa, những cái nước ép dứa ấy. Nó khá là giống, hơi chua chua kết hợp cùng một chút ngọt của dứa. Nhưng mà khi mà xem nốt thì họ ghi là có cam này, có lavender, có quế. Nhưng mà ngay khi trúc nốt nó khoảng tầm tồn tại được khoảng tầm 30 giây cho đến 1 phút ở trên da, cái mùi dứa nó rất là rõ. Thì không hiểu sao fruity đây nó lại lên được cái nét dứa như vậy. Và sau đó thì các bạn sẽ nhận thấy mùi đặc trưng của quế và mùi thơm của lavender. Lavender ở đây nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi và quế bắt đầu nó sẽ xuất hiện cực kỳ rõ. Và quế ở đây nó xuyên suốt từ đầu đến cuối. Về sau thì cái nét dứa này nó sẽ gần như là biến mất. Và các bạn chỉ nhận thấy cái mùi thơm có phần hơi phấn bột một tí đến từ lavender và mùi rất đặc trưng đến từ quế. Cái vị cay, cái vị ấm của quế xuất hiện ra ngoài. Và sau khoảng tầm 1 đến 2 tiếng khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy là mùi hương của nó bắt đầu có cái nét hơi tối dần và ấm hơn so với ban đầu. Tại vì ban đầu thì nó xịt ra tại vì nó có nét dứa fruity nên là cảm giác là nó khá là tươi và có xu hướng kiểu hơi sáng và có phần gì đó hơi kiểu dính nhẹ một tí. Nhưng mà khi dry down thì các bạn sẽ nhận thấy là mùi hương bắt đầu trở nên rất là mềm mại, nó tối và nó ngọt, ấm và quế là chủ đạo ở trong này. Về sau thì nó sẽ xuất hiện thêm những cái nốt như kiểu gỗ, như kiểu vani, nó chỉ làm gọi là cho cái nét của quế nó trở nên kiểu dễ chịu hơn, trở nên nịnh mũi hơn. Cảm nhận của mình ở trên hoa này thì đây là một cái mùi hương có thể nói là nó sẽ rất là nịnh mũi, nó như kiểu là Jar Club này của Rebica, nó như kiểu là Sở One vậy. Kiểu khi các bạn xịt ra các bạn sẽ kiểu thích ngay lập tức. Và em này ấy, có một điều là mình xịt khá là nhiều lần từ khi mượn về đến giờ, chắc phải tầm gần một tháng rồi. Và mình nhận thấy rằng là các bạn nữ, những người kiểu giới tính nữ khi mà ngửi cái mùi hương này họ rất là thích. Còn đàn ông thì họ lại có một cái xu hướng là họ bảo đây là một cái mùi hương có phần hơi nữ tính. Vì thế thì mùi hương này mình nghĩ là không phải là quá là thuần nam, mà nó có cái xu hướng kiểu chỉ nghiêng 60% nam và 40% nữ. Và đó là cái mùi hương cảm nhận của mình về em này ở trên da. Đặc biệt là về sau khi mà nó chỉ còn mùi skin sen ở trên da thì cái nét kiểu của hơi kiểu của đậu tonka, của những cái nốt hương ngọt như kiểu La Nuit de Nôme này, hay là của những cái chai nước hoa như kiểu D600 của Kangner ấy, thì nó cũng xuất hiện ra ngoài. Tóm lại là khi mà dry down nó trở thành một cái nốt hương khá là quốc dân, là một những cái nốt hương mà được rất nhiều những cái xuất hiện ở những cái chai nước hoa mà được mọi người ưa thích. Và đó cũng là cái lý do vì sao mà mình nghĩ rằng là Ánh Sáng rất thích chai nước hoa này. Phần tiếp theo mà mình muốn nói tới ở trong cái chai nước hoa này đó là về độ bám tỏa. Thì em nó lưu ở trên da mình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Không phải là một cái option quá là tốt cho mùa đông mà chỉ ở mức trung bình. Và cái độ tỏa hương thì nó tầm, chắc là ban đầu nó được tầm một cánh tay, nhưng mà về sau thì nó cứ giảm dần. Và sau khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thì nó chỉ là một cái mùi kiểu chỉ ở tầm nửa cánh tay mình có thể ngửi thấy thôi. Chứ nó không phải là cái mùi tỏa tốt như là Jar Club hay là Dior Sauvage Blue de Chanel. Đó là ở cái mức kiểu mức B hoặc mức C so với những cái mùi mà bám tỏa tốt. Vậy thì với quan điểm cá nhân của mình, Wanted by Nine của Azaro có nên mua hay không? Thứ nhất là chai hoa này nó có một cái mức giá khá là rẻ, dưới 2 triệu đồng cho chai 100ml ở đây là các bạn có thể sở hữu được. Về cái thiết kế
rất ok này. Về mùi thì mình đánh giá rằng đây là một cái mùi rất nịnh mũi, đặc biệt là nịnh mũi các chị em phụ nữ đó. Còn nếu mà xét nó là một cái mùi ở cái mức độ kiểu hay ho theo một cái người chơi thì mình nghĩ rằng là đây không phải là một cái lựa chọn quá là hay, nó chỉ gọi là làm hài lòng số đông. Còn nếu như những bạn nào gọi là chơi nước hoa lâu thì các bạn sẽ có cảm giác là em này nó có phần hơi nhàm chán nếu như xịt liên tục. Và mình nghĩ là kể cả những người nào mà chỉ cần mua 3-4 chai nước hoa ấy, mà xịt em này thường xuyên thì các bạn cũng sẽ thấy được sự nhàm chán. Nó giống như kiểu Lan Nguyên Đờ Nôm ấy. Mình là một thằng không xịt được những cái nốt hương như Lan Nguyên Đờ Nôm này, như những cái mùi Dior, Homin Ten. Mình không xịt được liên tục hàng ngày, mà mình chỉ xịt vào những cái dịp mà mình ăn mặc phù hợp. Còn nếu mà bảo xịt hàng ngày thì chắc chắn là mình sẽ không lựa chọn những cái mùi hương đấy, đặc biệt là mùi hương này để xịt hàng ngày. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai về em này đó là các bạn sẽ nhận được một cái mùi hương như mình nói là độ bám tỏa tầm 7-8 tiếng, đúng không? Đó là một cái mùi mùa đông thì thực sự nó cũng không phải là tốt, nhưng mà Jack Club thì bám có thể tốt hơn này, By the Fireplay cũng bám tốt hơn này, ngọt hơn này. Thì tất nhiên là mức giá nó cũng sẽ cao hơn, nhưng mà với mình Wanted by Night, nếu mà xét về cái độ bám tỏa cũng như là về mùi thì mình cảm thấy rằng là nếu như nó dùng cho Hà Nội những ngày trời mùa đông lạnh hẳn tầm 10-15 độ thì em này nó có cảm giác nó hơi yếu ở trên da mình, nó không lên được hẳn cái vai quế cay ấm như là ở những cái chai Dior Sauvage thì nó lên được cái nét tiêu thì rõ, nó tạo một cái hiệu ứng ấm áp sử dụng rất tốt vào mùa đông. Thì em này nó lại không tạo nên được hiệu ứng đấy, có thể là do ở trên riêng da mình thôi. Thì Wanted by Night nó lại có cảm giác nó hơi lên hơi nhiều fruity và nó không mang được cái nét cay ấm nồng để có thể sử dụng tốt vào mùa đông. Là với mình, nếu mà để mình lựa chọn ấy, thì mình sẽ lựa chọn em này để đi hẹn hò vào mùa thu hoặc là những ngày đầu đông thì mùa hương này nó sẽ tốt nhất. Cái điều thứ ba mình cảm nhận về mùa hương này thì mình có đọc qua khá là nhiều review, mọi người nói rằng là đây là một cái mùi hương rất là trưởng thành, rất là nam tính. Thì mình đồng ý với cái vế đây là một cái mùi hương nam tính. Ừ, như mình nói là tầm 60%-70% là nam tính. Ok, nhưng mà nếu như nói là đây là một cái mùi hương trưởng thành thì mình lại không đồng ý với cái quan điểm như vậy. Tại vì với mình, mùi hương này nó có vẫn có một cái nét gì đó khá là trẻ trung. Mình nghĩ là độ tuổi phù hợp để xịt Wanted by Night của Azaro này nó rơi vào tầm từ 20 cho đến tầm 25-26 tuổi là có thể sử dụng được. Còn nếu như bạn đã có gia đình, bạn rơi vào độ tuổi tầm 25-30 thì đây là một cái mùi hương có vẻ hơi chơi bời quá. Và mùi này thì mình, cá nhân mình đánh giá là nó sẽ phù hợp để đi hẹn hò. Nó như kiểu là được xếp vào cái list đi hẹn như kiểu là Dior Sauvage này, rồi Lan Nguyên Đờ Nôm, rồi Jack Club hay là Zero One ấy. Thì Wanted by Night nó xứng đáng xếp vào vị trí đó. Nên là với mùi hương này thì đây không phải là mùi có thể quay được hàng ngày. Đấy là cái cảm nhận cá nhân của mình. Và cũng không phải là mùi để các bạn có thể giải quay, xả check, mà đây đơn giản là mùi để đi hẹn hò, đi date, gây ấn tượng. Với những cái quan điểm mà mình vừa đưa ra ở trên thì Wanted by Night của Azaro với cá nhân mình nghĩ rằng là về phần mùi hương, về độ bám tỏa thì mình sẽ lựa chọn em nó để đi hẹn hò, để đi date. Và so nó với gọi là cái phân khúc cùng tầm giá như là The One, như là Zha, như là Lan Nguyên Đờ Nôm thì đây là một chai nước hoa cũng có phần khá là hấp dẫn, khá là quyến rũ, khá là thu hút được người khác giới, đặc biệt là mình đã trải nghiệm đó là các bạn nữ rất thích ngửi cái mùi hương này. Thì ở một cái phân khúc như vậy, đây là một chai nước hoa mà các bạn đáng để mua để sử dụng và đi hẹn hò. Còn nếu như mà bảo mình để mua, để sở hữu, để có ở trong tủ để thường xuyên xịt đi làm hàng ngày thì mình nghĩ là mình sẽ không vote em này. Mình nghĩ là một cái lựa chọn hay hơn mà mình đã từng review đó là Zadig Fortal của Zithim, một chai nước hoa mà mình có thể sử dụng được rất nhiều dịp và nó không có cái mức kiểu lả lơi, nó không có cái mức mời gọi như em này. Còn em này chỉ sử dụng để đi date thôi là hợp lý nhất. Và vừa rồi đó là cảm nhận cá nhân của mình về Wanted by Night của Azaro, một trong những chai nước hoa được anh em yêu cầu rất rất nhiều và nay mới có dịp làm cho mọi người. Và nếu như mọi người thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để thể nhận được nhiều video mới hơn. Và hứa với anh em là nếu như video này mà được khoảng tầm 10.000 view trong khoảng tầm mấy tuần đầu lên sóng thì mình sẽ có một cái video đi quay phỏng vấn giữa Azaro Wanted by Night cùng với Jack Club hoặc là Lan Nguyên Đờ Nôm hoặc là Zero One nếu như các bạn muốn. Còn
Lúc đó thì chúng ta hãy lựa chọn xem mà em này sẽ so sánh với em nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.